Thưa quý vị, tại hội nghị tổng kết công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, Ban dân vận thị ủy Phú Mỹ cho biết đã phối hợp với khối dân vận các xã phường để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, duy trì và nhân rộng phong trào Ngày Chủ Nhật Xanh và các mô hình dân vận khéo, vận động ủng hộ hơn 607 tấn gạo hỗ trợ người nghèo, lao động thuê trọ khó khăn, thành lập 105 tổ đi chợ giúp người dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội phòng dịch. Trong năm 2021, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở đã tổ chức cho 90% công dân từ 18 tuổi trở lên học tập quy chế dân chủ. 149 trên 168 đơn vị trên địa bàn đã thành lập ban chỉ đạo quy chế dân chủ. 56 trên 56 thôn ấp, khu phố điều chỉnh bổ sung một số điều trong quy ước cho phù hợp với địa phương. 62 trên 62 công đoàn cơ sở xây dựng quy chế dân chủ, tạo điều kiện để cán bộ công chức và người lao động phát huy quyền làm chủ, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc. Tổng kết công tác dân vận thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, Ủy ban nhân dân thị xã Phú Mỹ đã tặng giấy khen cho 24 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc.